Xin chào các bạn đến với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay em giới thiệu các bác mẫu xe đạp Gian ATX, một dòng xe đạp xuất khẩu và được sử dụng một cái cấu hình chuyển động rất là cao, cấu hình Shimano DOG giảm sóc hơi, bánh là 26 inch, cặp vành Mavic thương hiệu Pháp và size của xe là size M, khung nhôm hiệu Gian, rất là quen thuộc với các bác chơi xe lâu năm. Về cả những người mà mới tiếp cận xe đạp thì cái thương hiệu Gian này nó rất là quen thuộc rồi, một cái thương hiệu gọi là quốc dân tại thị trường Việt Nam. Gian ATX 870 được sử dụng bộ nhôm là công nghệ nhôm là Alloy SL, dòng nhôm siêu nhẹ của Gian và có cái độ bền rất là tốt. Alloy SL. Tông màu hôm nay về là tông màu vàng pha với sám tàn thuốc, rất là đẹp. Được sử dụng bộ chuyển động Shimano DOG từ đề chuyển số và gạt đĩa và đùi đạp trục rỗng Shimano DOG, bánh 26 inch, máy Lovatec đi vòng cuối lỗ full hết một cặp group Shimano DOG. Phanh dầu luôn DOG này. Bộ là group 8 món của DOG. Ghi đông cũng được trang bị ở đây, này bấm DOG này, phanh dầu xem. Phanh dầu này rất là ngon. Trên này có luôn cái khóa hành trình giảm sóc ở trên tay lái, rất tiện lợi. Giảm sóc hơi các bác nhé, giảm sóc hơi của Evicon, SR Santua. Thì cái mức giá của chiếc xe bên em đang bán chỉ có là 10.800.000, một cái mức giá rất là rẻ cho chiếc xe đạp cấu hình gọi là khủng nhất cái tầm giá này rồi. Tầm giá 10 triệu mà có cái cấu hình này rất là ngon, bánh Mavic thương hiệu Pháp này. Bây giờ em sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Size xe em đo từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 48 cm, từ khóa yên tới tâm cổ phốt là 56 cm. Thì xe phù hợp cho các bác đi từ khoảng 1m6566 đến khoảng 75-76 thì phù hợp. Sử dụng bộ rút của Shimano DOG với 10 tầng lít và 3 tầng đĩa, cho xe có 30 tốc độ khác nhau. Chuyển động thì như các bác có thể thấy trên hình rất là mượt mà lên xuống này, nhẹ nhàng, dây nhảy rất dứt khoát. Và cái giá bán của chiếc xe như em đã thông báo ngay từ đầu video chỉ có là 10.800.000, bao ship toàn quốc cho tất cả các bác, chuyển hết tiền và bảo hành 1 năm cho các bác mua xe. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả nút chuông để nhận được những cái thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bạn đã đưa lên kênh. Cảm ơn các bác xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong video lần sau.